Cái câu hỏi tiếp theo mà tôi nhận được ở trên trang YouTube của tôi là làm cách nào để có thể là chuyển sang cái giao diện đen nhìn trông cho nó tương phản, cho nó bắt mắt. Thế thì câu trả lời của tôi cho câu hỏi đó như sau. Vấn đề là còn phụ thuộc vào bạn sử dụng cái phiên bản Corel nào. Thì ví dụ nếu như mà các bạn đang làm việc với phiên bản Corel X7 chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải vào option này, đúng không? Và trong option này thì các bạn sẽ tìm tới cái phần là General Display. Đây, các bạn sẽ tìm tới cái phần gọi là Customization. Thế thì ở trong cái phần này thì các bạn sẽ tìm thấy một cái phần nó gọi tên là Appearance này, và các bạn sẽ có một cái trường gọi là trường Contrast. Ở trường Contrast này, khi các bạn bấm vào cái nút danh sách, các bạn sổ nó ra, thì các bạn sẽ chọn một trong bốn cái tùy chọn này: thấp, đó, mặc định, trung bình và cao. Đây, thấp thì nó thế này, mặc định thì nó thế này, trung bình là nó thế này, và cao là nó thế này. Thì thực ra thì như ý của bạn ấy là muốn chuyển hẳn sang giao diện đen, thì câu trả lời dứt khoát luôn là phiên bản X7 là không làm được cái việc đó. Nó chỉ cho phép bạn tăng hay giảm cái độ tương phản của cái giao diện lên cao hoặc xuống thấp một chút thôi, chứ nó sẽ không cho phép bạn chuyển hẳn sang thành cái giao diện xám hoặc giao diện đen là không có ở trong cái phiên bản 7 này nhé. Thế còn trong trường hợp ví dụ như là chúng ta vào cái phiên bản là phiên bản là 2022 này chẳng hạn nhé, thì chúng ta sẽ vào như sau nhé. Chúng ta vào cái option này nhé. Rồi, chúng ta cũng vào cái phần customization này nhé. Rồi, và các bạn cũng tìm tới cái phần có tên là appearance này. Thế thì ở trong này thì nó không, lúc đó thì nó không gọi là cái contrast giống như là cái phiên bản là X7 nữa, mà nó sẽ đổi thành ra là RAM. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái tùy chọn, bốn tùy chọn như sau: Live, tức là cái hiện tại đó, Medium, Dark và Black. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó khác hoàn toàn so với bản X7. Tại vì ở đây là rõ ràng là nó có là màu đen, màu xám đậm. Đấy, xám sáng và trắng, gần như là trắng. Thế thì nó cho phép là chúng ta thay đổi một cách là dứt khoát hơn nhiều về mặt giao diện. Và ngoài ra thì nó còn cho phép chúng ta còn can thiệp thêm được vào một số thứ. Ví dụ như các bạn nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy là window border này, tức là cái khung viền màu gì, hoặc là cái desktop là màu gì. Thì đây các bạn nhìn này, ví dụ như các bạn chuyển sang đây window border này, nếu các bạn thích thì các bạn có thể bấm vào đây, các bạn chuyển sang cho tôi thành một cái màu khác. Tôi lấy ví dụ như là tôi thích chuyển nó sang thành cái màu vàng này chẳng hạn nhé. Đó, các bạn nhìn này, window border đây này. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể bấm vào đây để các bạn chuyển đổi sang thành cái border màu này, hoặc cái desktop. Đây các bạn nhìn, cái trang giấy của chúng ta thì màu trắng, thế nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta chuyển sang đây thì nó thành ra là cái desktop này là cái màu xám như thế này. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể chuyển sang một màu khác, ví dụ màu xanh này chẳng hạn. Đây, thế nếu mà bây giờ các bạn ok thì nó sẽ chuyển luôn sang, ngoài cái chuyện là giao diện màu đen, thì một số các cái phần thành phần như là cái border này hoặc là cái desktop
có thể chuyển đổi theo ý mình thích. Thế còn nếu mà không thì các bạn lại cancel, các bạn giả nó về cái mặc định thôi. Thì đấy là cái câu trả lời của tôi dành cho cái nhu cầu của các bạn là muốn thay đổi cái RAM, cái giao diện trắng hay là xám hay là đen cho cái chương trình Corel của các bạn.